Xin chào toàn thể anh em nhé. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ. Thì cái mục đích, cái lý do mình làm cái video này để muốn chia sẻ đến anh em là bình thường là cách chọn cám cho chim như thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì rất là nhiều anh em có hỏi là bạn ơi, anh ơi, cái cám này có ăn được không? Làm thế nào để biết là con chim nó hợp cám hay không? Thì cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em biết được là làm thế nào để mình nhận định được một cái dòng sản phẩm cám nó đạt ok, chất lượng tốt nhá mọi người nhá. Thì cái vấn đề đầu tiên ấy thì mọi người phải hiểu được là như thế này. Đối với con chim ấy thì nó phải trải qua cái quá trình từ chim non, chim má lỡ đến chim già. Thì anh em hiểu được từng cái giai đoạn đấy để mình có những cái mức độ cám phù hợp cho khi mà chăn chim. Bởi vì rất là nhiều anh em ấy có sử dụng cái một cái loại cám mà một dòng cám mà nó không có số ấy, thì nhiều khi ấy, thì có thể là cho con chim đấu giàn hoặc là con chim chơi cà phê ăn được, nhưng mà đối với những con chim non hoặc là con chim má lỡ hoặc là những con chim bổi mới từ rừng về không ăn được đấy. Nên là tại làm sao để có một cái video này hướng dẫn cụ thể nhất anh em tại vì làm sao để chọn cái cám phù hợp cho con chim anh em nhé. Thì anh em cũng biết rồi đấy, con người của mình cũng thế, từ bé tới lớn nhá, phân tích để cho đưa ra một cái ví dụ này cho anh em hiểu. Con người từ bé tới lớn này, từ lúc trẻ sơ sinh này, đến 3-4 tháng tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, và đến khi trưởng thành, và đến khi già, thì có từng mức độ khác nhau. Anh em để ý đối với những em bé mới sinh ra này, thì anh em ví như là con chào mào non ấy, thì phải ăn bột. Chắc chắn điều đấy, ăn bột nhé. Xong mình bắt đầu chuyển dần sang ăn cháo, ăn cơm. Ăn cơm đến lúc quãng đời già rồi, các thứ thì mình bắt đầu chuyển dần ăn cháo đấy. Thì con chim nó cũng thế thôi, nó có từng giai đoạn một. Khi mà đối với chim non ấy, anh em chọn cái cám, thứ nhất là cái cám không cần phải đắt tiền quá đâu. Anh em ra ngoài hiệu, anh em chọn những cái cám tầm độ 15-20 nghìn. Cái cám gà ấy anh em ạ. Tại làm sao thì cái cám đấy nó có hàm lượng đạm với cả chất dinh dưỡng nó không nhiều, làm cho cái đường ruột của con chim khi mà mới làm quen với cám ấy, nó được ổn định hơn. Chứ nhiều anh em sử dụng cái cám có hàm lượng đạm cao, đùng một cái mà anh em ốp vào một con chim của mình đi, kể cả anh em đổi dần, ví dụ đổi 50-50, 70-30, đổi kiểu gì đổi, con chim nó vẫn bị phân nát anh em ạ. Đấy, khẳng định với anh em, trừ cái trường hợp là bụng dạ chim cực kỳ khỏe thì mới có thể đổi được cám như thế anh em nhé. Thì như cái con chim non thì mình có thể dùng những cái cám loại đấy. Đối với những con chim bổi thì mình dùng cái loại cám riêng cho bổi này. Con chim tầm 3-4 tháng lồng hoặc là 6 tháng lồng trở lên thì mình có cám số 1. Đối với những con chim mà từ 1 mùa lồng trở lên thì mình sử dụng cám số 2. Tại vì sao bảo như vậy? Bởi vì khi mà mỗi nhà sản xuất cám ấy, người ta đưa ra một cái mức nhất định rồi để phù hợp với từng con chim, từng giai đoạn của chú chim. Chứ anh em mà dùng một cái loại cám mà để sử dụng chung cho hết tất cả từ A đến Z như thế, thực ra thì cái điều đấy là điều không nên. Thật sự chia sẻ với anh em đấy. Còn bây giờ ấy, anh em rất là có một cái vấn đề như thế này. Khi mà một điều mà anh em thấy đối với những con chim mà người ta hay đi lấy giải này, lấy ô tô hay là gì, các bác ạ, không phải ban đầu người ta chăn một cái loại cám mà hiện tại người ta đang dùng để lấy giải, lấy ô tô hay lấy xe máy. Khẳng định với các bác luôn là vấn đề như thế, nó cũng phải trải qua một cái quá trình. Thứ nhất là không phải người ta trực tiếp người ta nuôi từ bổi lên, các bác ạ. Người ta chỉ chuyển nhượng lại từ tay anh em, những anh em khác. Bởi vì những con chim đấy là con chim chọn lọc rồi. Rất là nhiều anh em có một cái sai lầm là chọn những cái dòng cám mà anh em hay lấy được nhiều ô tô. Nhưng mà đừng, anh em ạ, chọn cám làm sao phù hợp với cái đường ruột của con chim, nuôi nó ổn định theo cái cách chăm và phù hợp với cái mức độ đối với công việc của mình đang có hiện tại. Ví dụ thời gian bao nhiêu làm như thế nào để phù hợp với cái công việc cụ thể nhất định. Chứ tránh cái trường hợp mà khi mà anh em chăn mà điều, ví dụ như người ta có cái thời gian người ta chăn chim rảnh, mỗi người ta điều cám đấy, đúng không anh em? Thì đây anh em không có điều kiện với cả không có thời gian để sử dụng
mà cũng như là điều cám như vậy giống người ta, thì nó là một cái gọi là phản khoa học anh em ạ. Với cả đối với những cái chú chim mà người ta mua về để sở hữu cái con chim lấy giải, người ta là người ta phải chọn lọc anh em, chia sẻ với anh em luôn mà thế, người ta phải chọn lọc từ những cái giải tuần này, giải tháng này, đến những cái đấu trường lớn dần lên thì chọn được những cái con chim nó có mức độ hay. Bây giờ mà bà để một những con chim bổ lên mà sử dụng nguyên cái cám đấy từ đầu lên mà để đi thi ô tô, không có chuyện đó đâu, cực kỳ khó luôn anh em ạ. Những con chim xuất sắc mà để trong những cái đấu trường khoảng độ ví dụ 70 lồng, 90 lồng, 100 lồng, những con chim đấy gọi là cực kỳ nhiều tiền rồi anh em ạ. Như khuyên với anh em ấy, mình chơi chim bình dân thôi. Mình lấy cái thú vui là ví dụ mình nuôi con chim nó đạt lửa, căng lửa là mình xách đi thi để chơi. Chứ đừng ví dụ nhìn anh em, nhiều anh em bị gọi là một cái hoài bão mơ ước mà lớn quá. Thực ra thì ai cũng có mơ ước thôi, nhưng mà chia sẻ với anh em này, khi nào cái điều kiện kinh tế mình cho phép đi thì lúc đấy mình sẽ chơi lớn hơn. Chứ bây giờ nhiều anh em mà cứ nghĩ mua một con chim khoảng độ 200-300 nghìn về mà đi lấy giải, đi lấy ô tô về khó lắm, cực kỳ khó luôn. Nếu mà có lấy giải hay là lấy gì cờ cúp về, thực ra nuôi quá trình ấy mất rất là nhiều thời gian. Bởi vì sao? Bây giờ trên cái thị trường bây giờ ấy, những con chim hay thì ai nhiều tiền người đấy sở hữu, khẳng định với mọi người như thế, 90% là như vậy. Chứ bây giờ mà anh em mà để mua được những con chim hay ấy, những anh em mà chỉ có nuôi để đam mê mà anh em không có điều kiện, ít khi anh em sở hữu được những cái chú chim hay, khẳng định với anh em là thế. Với cả một cái điều nữa là như thế này, chia sẻ với anh em luôn là những cái chú chim đấy, khẳng định với mọi người luôn, ban đầu cũng phải nuôi từ những cái loại cám chăn mộc chăn bổi, dần dần đi khi mà người ta ổn định về cái đường ruột đường chăn con chim rồi, bắt đầu mới chuyển lên những cái dòng cám nó tốt hơn, để tại làm sao để tạo cho con chim có một cái thể lực nó tốt, sung mãn dần. Chứ bây giờ những cái loại cám cực kỳ tốt trên thị trường, mà những cái loại cám mà dành cho anh em đi lấy ô tô này, xe máy hay là gì, bây giờ anh em chăn bổ thì thôi, anh em bỏ thời gian ra chăn sẽ khác hoàn toàn, nhiều con chim nó đi ỉa. Bởi vì sao? Những cái dòng cám đấy có một cái hàm lượng đạm khá là cao, khẳng định với anh em là như thế, có một hàm lượng khá là cao để điều được cái con chim và điều phối được cái sức khỏe con chim khi mà thi đấu. Với một cái điều nữa, khi mà anh em ở ngoài Bắc này, chia sẻ với anh em luôn, những cái dòng cám ở ngoài Bắc ấy, thì tại làm sao miền Bắc có 4 mùa tất cả, xuân hạ thu đông, anh em nên nhớ nhé. Còn trong miền Nam chỉ có mùa mưa và mùa khô. Thì để mà những cái dòng cám ở trong miền Nam ra ngoài Bắc, trực tiếp là cái những cái anh em ở vùng núi như thế này, như mình cũng đang ở vùng núi, chia sẻ với anh em luôn, để mà sử dụng những cái dòng cám mà của những anh em ở trong Nam mà ra đến ngoài này ấy, thực sự là khó, con chim nó khó băng lửa mọi người ạ. Chia sẻ thật lòng luôn, mọi người cứ thử trải nghiệm xem mình có nói đúng hay sai. Ví dụ vào mùa hè anh em dùng được, nhưng mà đối với vào mùa đông, con chim của anh em khác hoàn toàn, nó không đủ để con chim nó có thể thi đấu nữa. Anh em, miền Bắc nó lạnh, nó khắc nghiệt cực kỳ. Tại vì sao? Bây giờ nhá, đến 90% anh em ở trong miền Nam thích tuyển chim Bắc là vậy. Với cả một số những chú chim ở trong miền Nam ấy nhá, mọi người để ý, cái chú chim mà ép giọng, bởi vì rất là nhiều con chim Bắc, chim mà trắng vào mùa này ấy, chuyển vào trong Nam để ép giọng là bán cho anh em, lúc thì Huế nào là lúc thì Đà Nẵng này, nói chung là rất là nhiều, khẳng định với anh em là như thế. Nên là ví dụ như anh em ở trong vùng miền nào thì nên sử dụng cái loại cám ở cái vùng miền đấy nhất định, bởi vì khi mà người ta đã điều tiết được cái hàm lượng chất dinh dưỡng cho con chim để phục vụ cái nhu cầu để trong một năm mà con chim nó có thể ổn định là được. Chứ tránh trường hợp mà ví dụ nhiều khi anh em sử dụng mãi nó không thấy lên lửa đấy, là như vậy đấy. Còn cái việc điều cám cho chim ấy thì nói chung là cũng đơn giản. Thứ nhất, đối với mình thay cám cho con chim ấy, thì chia sẻ với anh em là chỉ cần ví dụ
anh em nào không có thời gian thì mình chỉ cho ăn chuối ương khoảng độ tầm 1 giờ 2 giờ như thế này. Mà anh em nào có nhiều thời gian thì cho ăn chuối ương khoảng độ tầm độ 1 ngày đi. Xong bắt đầu chuyển qua cá mới, để khi mà cái đường ruột của con chim nó là đường ruột thẳng, mình cho con chim nó ăn như thế thì đào thải được hết cái lượng cám cũ và dần dần cho con chim có cái đường ruột sạch khi mà tiếp nhận đón nhận cái dòng cám mới, thì khi đấy thì con chim nó tránh được cái tình trạng là con chim nó bị đau bụng. Với cả một điều nhá, anh em lưu ý một điều này, khi mà đối với những cái chú chim mà 1-2 ngày đầu đổi cám ấy mà con chim nó hiện tượng đi phân nát, bởi vì khi mà chuyển lên những cái dòng cám cao hơn ấy thì cái hàm lượng đạm nó sẽ cao, thì đồng nghĩa với việc là con chim nó sẽ phân nát. Nhưng mà dần dần thì ví dụ tầm độ 1-2 tuần như này con chim nó ổn định dần rồi, mình theo cái chế độ của mình ok rồi, thì lúc đó phân phiếc con chim nó sẽ ổn định, nên là anh em đừng có lo lắng. Tại làm sao là ví dụ vừa mới đổi cám mà anh em hỏi là tại làm sao nó đi phân nát, bởi vì thứ nhất là con chim nó chưa có lửa là một, thứ hai là đổi lên cái dòng cám nó tốt hơn, nhiều hàm lượng đạm hơn, con chim nó sẽ uống nhiều nước hơn. Đấy, nó là như thế. Với cả nhiều nguyên nhân nữa. Anh em sở hữu những con chim hay thì đối với những con chim nó nhảy cầu nhiều, và nhất là mùa nóng như thế này này, thì khẳng định với anh em luôn là con chim uống cực kỳ nhiều nước. Đó. Và một cái điều nữa muốn nói với anh em là khi mà đối với anh em mà tin tưởng sử dụng một cái dòng cám nhất định, bởi vì làm sao anh em chia sẻ với anh em như này, một cách nữa là đối với những cái dòng cám ấy, ví dụ anh em có khoảng độ 4-5 con chim, anh em thử chăn một cái dòng cám nhất định xem, ví dụ ít nhất là phải có tầm độ 3-4 con hợp dòng cám đấy, thì bảo đảm là cái dòng cám đấy anh em chăn chim rất là ok. Còn bây giờ mà ví dụ một cái gói cám đấy mà đi chăn tầm 5 con mà chỉ có 1-2 con hợp thì xin phép anh em là những cái dòng cám đấy khó để mà cho những cái chú chim ăn. Với cả khi mà anh em chú ý một điều này, những cái dòng cám mà tạo nên cái thương hiệu từ bao nhiêu đời nay như cám Hiệp Đồng Nai này, nói chung là những cái dòng cám nó lớn ấy, cám Nam Phở này đấy, chia sẻ với anh em luôn. Bởi vì sao, người ta vẫn đứng trụ trên cái thị trường này và người ta phát triển, cám Tăng Nguyễn đó, đấy là người ta đứng trụ trên cái thị trường này, người ta phát triển được tại vì làm sao, thứ nhất là người ta đã đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu của anh em chơi chim. Tại làm sao khi mà sử dụng những cái dòng cám đấy nó an toàn, nó ổn định. Đó, chia sẻ với anh em là thế. Khi mà đưa cái dòng cám ra mà anh em test mà ok, bởi vì anh em biết rồi đấy, nếu mà nó đã phát triển mạnh, anh em tin dùng nhiều thì anh em lên Facebook lướt qua một cái là biết cám nào ok, khẳng định với anh em luôn, không cần phải chia sẻ đấy. Còn bình thường ấy, đối với những cái dòng cám mà không phát triển hoặc là ít phát triển ấy, hoặc là ví dụ như anh dùng trong nội bộ thì mình không nói, nhưng mà đối với những cái dòng cám mà phát triển lớn ấy, thực ra người ta phải có cái định mức, ví dụ bình thường một loạt người các tỉnh dùng như thế mà người ta đánh giá sử dụng rất là tốt, rất là ok thì nó lại khác anh em ạ, thì nó mới phát triển tồn tại đến những cái ngày bây giờ chứ làm sao không, thì nếu mà nó cám nó không phát triển, nó không tốt thì chia sẻ với anh em sập từ lâu rồi đó. Còn đây thì xin chia sẻ với anh em luôn là những cái lựa chọn của mình hướng tới cho anh em, tại làm sao có hướng tới, ví dụ bình thường đối với những con chim mà mộc bổi như thế nào, con chim non dùng ra sao, con chim tầm độ 3-4 tháng lồng dùng thể loại nào và những con chim đấu nó dùng như thế nào, thì đây chia sẻ với anh em. Anh em thử dùng đi, bởi vì cái loại cám Nam Phở này, loại 35.000 túi nửa cân này, anh em tìm trên thị trường chỗ nào cũng có, gần nhà anh em kiểu gì cũng có, khẳng định với anh em là thế. Cái cám này nó là cám chăn bổi rất là tốt, khẳng định với anh em luôn, cực kỳ tốt, bảo đảm. Anh em trải nghiệm rồi anh em biết, vì tất cả những anh em mà đa phần những anh em mà mua ủng hộ mà anh em đã trải nghiệm qua, mỗi lần người ta lấy hơn chục gói cơ mọi người ạ, khẳng định với mọi người đấy. Thì chia sẻ với anh em là đối với những dòng cám Nam Phở đấy thì nó có sẽ có một cái định mức nhất định, là ví dụ bình thường con chim mình nuôi bổi về từ độ tầm độ bổi đến tầm độ 3-4 tháng lồng thì anh em nên sử dụng cái loại cám này, gọi là cám cân, như ăn đóng cân. Còn ngoài ra nữa, từ độ 4 tháng lồng trở lên anh em chuyển qua cái loại cám số 1, cám dưỡng. Thứ nhất là để ổn định cho con chim. Cái cám dưỡng này thì mình chăn có thể chăn quanh năm là một. Thứ hai là chăn đối với những con chim mà mình đã ổn định được từ 3-4 tháng lồng trở lên và mình có thể điều thêm một đuôi.
Còn cám na phở thì nó có thêm cái loại dòng cám số 2 nữa anh em ạ. Cám số 2 này thì ít nhất nó là cái cám đấu. Nhưng mà cám đấu là như thế nào? Bình thường ấy, đối với những con chim mà ít nhất một mùa rừng, à một mùa lông mình nuôi ấy, với cả một năm lồng trở lên, thì anh em có thể nên dùng. Mình khuyến cáo anh em ấy là không nên sử dụng 100% cái loại cám số 2 này. Mình có thể pha tầm độ 50-50. Với cả khi mà mình mình dùng cái cám số 1, mình điều hẳn lên, đẩy lên để mình đi thi hay là đi chơi, thì lúc đấy đẩy dần trước một tuần như này mình có thể trộn khoảng độ 50-50, vì hai dòng cám nó tích hợp với nhau ấy, nó cùng là số 1, số 2 với nhau, nên là đẩy cái độ ổn định lửa cho con chim, lúc đấy con chim cực kỳ tốt, cực kỳ sung luôn. Anh em chia sẻ với anh em như thế, tại làm sao mình có những cái nhận định như thế, bởi vì mình đã trải nghiệm đều rồi anh em. Thứ nhất là chia sẻ với anh em luôn là mình chơi thì chơi để thứ nhất là thỏa mãn cái đam mê của mình đã. Thứ hai nhá mọi người, đừng đặt nặng cái vấn đề giải làm gì, duyên số nó sẽ đến với nhau. Khi mà anh em sở hữu những con chim hay, anh em chăn nuôi tốt, thì bảo đảm với anh em là anh em sẽ có được cái sự đền đáp từ những cái chú chim của mình đó. Còn một cái điều này nữa muốn nói với anh em này, đối với những dòng cám nào thì dòng cám anh em chọn dòng cám phù hợp nhất cho con chim là một rồi. Thứ hai, anh em phải có cái lượng mồi tươi đều cho con chim nữa, thì để giúp cái thể lực cũng như là cái phong độ của chim nó được ổn định và nó duy trì anh em nhé. Chứ tránh trường hợp mà ví dụ như là ngày hôm nay được khoảng độ 3 đến 5 con gạo cảo, ngày hôm sau lại tịt, đến mãi một tuần sau bắt đầu mới có. Với cả hoa quả để chia sẻ với anh em là như thế, ít nhất là một tuần 3 buổi, có 3 buổi sử dụng hoa quả, thì ví dụ mình có thể luân phiên nhau chuối và đu đủ cam. Nhưng mà nhá, đa phần anh em này sử dụng chuối. Chuối cực kỳ tốt, thứ nhất là nhuận tràng, thứ hai là có cái mức độ canxi, với cả nó có cái tính tích tụ rất là cao luôn anh em ạ. Chia sẻ với anh em như thế, thì tại làm sao mình có thể cho con chim ăn từ chuối ương này, từ chuối chín này, dần dần như thế. Nhưng mà ví dụ bình thường mình cho khoảng độ 2-3 giờ hoặc là nửa ngày mình bỏ ra để cho con chim nó ăn cám, thì nó mới có thể lực tốt anh em nhé. Chứ tránh cái trường hợp mà anh em bảo là ăn hoa quả nhiều mà để giúp con chim nó tốt, không anh em ạ, không có chất luôn. Cám mới là có chất, cám và mồi tươi anh em ạ. Chia sẻ với anh em như thế nhá, thì chắc cái video này mình kết thúc ở đây thôi. Một lần nữa cũng cảm ơn anh em cũng đã quan tâm và theo dõi đến giờ phút này để nghe mình nói và mình chia sẻ. Thì anh em nào thấy video này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một comment với bình luận bên dưới. Ví dụ anh em có cái câu hỏi gì cần thắc mắc hay là cần giải đáp thì mọi người cứ mạnh dạn lên nhá. Dịch bệnh như thế này nữa thì mọi người cũng hạn chế đi ra ngoài nhiều nhá. Anh em ở trong nhà nuôi chim nuôi vui thôi. Có con này. Anh em nuôi vui thôi, nuôi ở nhà nghe hot trước đã. Mình nuôi giữa con chim. Sau cái đợt dịch này thì anh em muốn đi thi thố hay là đi cà phê rửa rãi gì thì tùy anh em ạ. Nhá. Bye bye anh em.